Chào các bạn, mình là Tiến trong kênh Mít Tiến nha. Thì hôm nay ba mình muốn tìm một cái chủ đề để quay. Thì mình nói ok, bây giờ mình quay công viên nhiều quá rồi, khu vui chơi nhiều quá, tại sao mình không quay những cái chỗ mà nó đặc trưng cho cái cuộc sống ở người Mỹ ở bên đây. Thì đi trên đường thì mình thấy một cái tiệm, đó gọi là cái tiệm giặt sấy nha các bạn. Thì mình nói ba mình là cái tiệm giặt sấy này những người mướn nhà người ta hay sử dụng lắm. Tại vì thường là ở trong cái nhà mướn á, đặc biệt những người mướn phòng á, thì họ không có máy giặt, cho nên là họ hay ra đây họ giặt đồ lắm. Thì mình sẽ ghé vô cho ba mình làm một video, và nhân tiện mình làm video để cho các bạn xem luôn nha. Đón xem với mình. Các bạn thấy không? Đây, cái tiệm giặt sấy này á, nó cũng nằm trên một cái con đường cũng sầm uất lắm nha. Ở Việt Nam mình gọi là mặt tiền nha. Đối diện là cái khu dân cư nè. Đó, ngay cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Đó, nó nằm ở trong một cái khu shopping như thế này. Ở đó thì mình thấy có tiệm rượu nè. Boost Mobile là cái chỗ mà bán điện thoại, hair and nails, làm tóc, làm móng tay nè. Tiệm gà vịt sống, ok. Đây là cái tiệm mà bán gà sống, gà đi bộ này kia đó. Mom and Kid này mình không biết là cái gì. À, bán nước uống nè. Rồi, đây là cái mà mình sẽ vô đây. Launderville Coil Laundry ha. Laundry là giặt sấy nè, còn coil là đồng xu, là trong đây là mấy cái máy nó xài bằng đồng xu nha. Rồi có một cái tiệm Việt Nam 1 đồng 99 restaurant. Thì hồi xưa lúc mình ở Mỹ á, mình cũng thử cái tiệm này rồi. Cái tiệm này họ bán một con gà 3 đồng mấy 4 đồng mấy á, cũng rất là ngon nha các bạn. Nửa con gà luôn mà rẻ lắm. Cơm nha. Rồi Golden Tree này kia. Nói chung là xung quanh nó là những cái tiệm khác nha. Ok, đây là cái bảng hiệu Launderville Coil Laundry ha. Parking in the rear, có nghĩa là có đậu xe ở ngoài sau tiệm nữa. Rồi, vậy là mình biết vị trí của cái tiệm ở nhà. Bây giờ mình đi vô trong nào. Đó, thì trước các cái tiệm để tiện lợi đó, là luôn có một cái chỗ dành cho người tàn tật nha. Đó. Rồi, ok. Khi đi vô là bên trái của mình là mình thấy một cái vending machine. Vending machine này thì bán nước uống nè. Ở trong đây thì không có bán mấy cái bọc chip mà mấy bọc bánh snack để ăn nha. Nhìn giống vậy nhưng mà không phải vậy nha. Bán nước xả, nước giặt đồ này kia. Đấy. Rồi, đây là xung quanh. Đây là những cái máy giặt nè, đó. Rồi cái chỗ bàn cho người khác ngồi chờ. Rồi có cái bàn để sấy xong đồ cái mình bỏ vô mình sắp lại. Thấy chưa? Rồi bên đây là một cái máy đặc biệt nha, để mình quay cái chỗ này cho bạn xem nha, để mình nhờ ba mình quay, mình hướng dẫn luôn. Thường mấy cái máy ở đây đó, nó xài bằng đồng xu. Nhưng mà ví dụ mà mình có tiền mặt, mình không có đồng xu thì mình có thể dùng cái máy này để mình đổi thành đồng xu để mình có thể xài trong cái máy giặt sấy ở đây. Trên tay mình là tờ 1 đô nè các bạn thấy không? À, ok. Thì tờ 1 đô này á, ba cho các bạn coi nè. Mình sử dụng á để là insert bill face up, có nghĩa là mình bỏ cái tờ tiền cái mặt lên trên. Đó là cái mặt lên trên chứ không phải mặt up. Và mình sẽ bỏ như vậy. Thật sự như vậy cũng được, nhưng mà mình làm y chang như cái hướng dẫn. Bắt đầu mình bỏ vô. Đó, nó tự lấy tiền của mình. Sau khi lấy tiền của mình thì nó phải đổi tiền cho mình. Đó, đổi tiền cho mình. Đó, mình lấy ra. Để mình đếm coi trả mình đúng không nha. 1, 2, 3, 4. 4 đồng quarter. Cái đồng quarter này là tương đương 25 cent nha bạn. Có nghĩa là một cái tờ 1 đô mình sẽ lấy ra được 4 cái quarter 25 cent. Rồi,
nhân tiện ở đây á, mình chờ các bạn xem cái này luôn. Cái tiệm giặt sấy ở đây thì nó hơi cũ kỹ, cho nên cái máy của nó không có được hiện đại lắm, nhưng mà đây là tượng trưng thôi. Thì ở đây là cái máy mà mình có thể mua bột giặt nè, không phải nước giặt nè, rồi tẩy nè, làm mềm giải nè, các thương hiệu. Cái này nó chỉ có khả năng dùng cho một lần giặt thôi. Ok các bạn. Đó. Thì hồi nãy mình cho các bạn coi cái máy bên kia, vending machine đó. Thì cái máy đó nó có thể mua một cái bình lớn hơn, giặt được nhiều lần. Còn nếu mà ai chỉ là đây giặt một lần thì ta sẽ mua ở đây. Thì mua ở đây là sao? Các bạn thấy chỉ 75 cent đây không? Ok. Đó, ví dụ mình muốn mua cái này đi. Thì mình sẽ bỏ 75 cent vô. Tương đương 3 đồng 25 cent. Đó. Khi mà mình bỏ vô như vậy, mình chỉ cần ấn vô một cái như thế này là nó gớt ra cái món hàng mà mình chọn. Mà tại vì mình vô đây mình với ba mình quay để làm video cho các bạn thôi, cho nên là mình sẽ không có mua cái gì hết. Rồi, cảm ơn ba. Rồi, thì như mình nói á, đây là cái máy mà mình có thể mua những cái bột giặt mà cái thùng bự mà xài nhiều lần nha, chứ không phải xài một lần như cái máy kia. Khi mà mình đi vô đây, mình thấy thêm một cái máy đổi tiền nữa, cái máy này cái model khác, các bạn thấy không? Và các bạn nhớ để ý nha, phải đọc cái này. 1 đô, 2 đô, 10 đô bills là những cái tờ tiền 1 đô, 5 đô, 10 đô. Các bạn không nên bỏ những tờ tiền như 20 đô, 50 đô, 100 đô vô. Chỉ bỏ những cái tờ nhỏ nhỏ như vậy thôi. À, rồi, bây giờ là cái chỗ một cái máy mà mua nước giải khát nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Cái máy này thì khác cái máy ở ngoài kia, là cái máy này bán đồ ăn, những cái chip bán đồ ăn nha, chứ không phải bán bột giặt. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua đây. Chứ bên trái của mình đó là những cái máy sấy nè, các bạn thấy không? Đó, đó là những cái máy sấy. Những cái đồ người ta giặt xong thì người ta bỏ vô máy sấy, các bạn thấy không? Xong rồi ở đây á, nó có một cái xe nè, các bạn thấy không? Những cái đồ giặt xong người ta bỏ vô xe, xong cái người ta đem lại đây, bắt đầu người ta sắp đồ, người ta sắp đồ cho nó gọn gàng. Đó, ví dụ như các bạn thấy không, đây là những cái bàn nè để người ta sắp đồ, xong người ta bỏ đồ đây. Rồi ở đây á, các bạn thấy không, những cái giỏ như thế này nè, nó có một cái cây cao lên để làm chi? Đổ các bạn á, mình trả lời luôn nha. Nó cao lên như vậy á, để nó không có thể, nó quá chiều cao cái cửa để người ta không có thể đẩy ra cái cửa. Có nghĩa là những cái này người ta không cho đem ra ngoài nha. Ok, không cho đem ra ngoài, cho nên là nó để cao hơn cửa. Rồi, bắt đầu mình đi qua đây thì đó, nó cũng có những cái máy, có những cái máy đó, nó thiệt là bự luôn, nó bự hơn mấy cái kia. Đó là công suất lớn, các bạn thấy không? Mình có thể giặt thiệt là lớn hay là sấy thiệt là lớn một lần thôi. Nó có nhiều kích cỡ. Và nếu mà lớn như vậy á, nó mất tới 7 đồng một lần giặt lần. 7 đồng ở Việt Nam là khoảng 160, 170 đô luôn á các bạn. Đó. Còn những cái này, out of order có nghĩa là hư là không xài được nè. Đó. Thì mấy cái máy nhỏ nhỏ hơn á thì nó chỉ có 3 đồng thôi, các bạn thấy không? Đó, máy này lớn hơn chút là 4 đồng đó, các bạn thấy không? Nhỏ thì 3 đồng, lớn hơn chút 4 đồng, cái kia thì 7 đồng. Đó, đây là nguyên cái dãy máy 4 đồng. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi có một cái chú nhân viên cũng trực ở đây làm tới làm lui đó, các bạn thấy không? Rồi bây giờ để mình coi còn cái gì để mình quay cho các bạn không. Ở đây thì nó có một cái sink, một cái chỗ mà có nước, rồi có nước để mình rửa tay, mình xả gì đó sơ sơ. Rồi cái này là cái khăn lau đấy, có nhà vệ sinh luôn nè. Đó các bạn thấy không, ở ngoài sau đây là cái chỗ mà đậu xe thêm, có nghĩa là mình có thể đậu xe ở chỗ này nếu mà ở ngoài trước á của tiệm nó đầy rồi, không còn chỗ đậu xe nữa. Ok. Rồi bây giờ tới đây là những cái máy sấy, mà máy sấy nhỏ thôi nha, tại vì mặc dù nó cao như vậy nhưng mà nó có tới hai máy sấy chồng lên nhau. Đấy.
thì mỗi lần hình như là chỉ có 25 cent thôi các bạn thấy không? Sấy thì nó rẻ hơn. Mình không hiểu tại sao nha. À sấy có thể họ dùng gas đó các bạn, nó rẻ hơn. Rồi, đây là cái máy giặt mà 5 đồng nè. Các bạn thấy không? À, thì nó bự hơn cái máy giặt 4 đồng. Đó, nhưng máy giặt 4 đồng thì nó lại bự hơn máy giặt 3 đồng. Đó, các bạn thấy không? Rồi. Mình đi tiếp thì đây là những cái máy giặt 5 đồng. Rồi. Mình thấy có những cái máy giặt đó, nó có 2 đồng à, đó là những máy giặt này. Nhìn nó rất là nhỏ và hình như cái mẫu cũ hơn á các bạn. Nó là cái dạng mà sấy vortex như thế này nè, là sấy cái kiểu mà quay cái kiểu mà giống như hình xoắn ốc á. Đó. Đây là cái này chỉ có 2 đồng thôi. Đó, các bạn thấy không? Nói chung là giặt và sấy đều tùy mình lựa chọn. Ok. Mình muốn cái kích cỡ như thế nào, giá như thế nào đều có cả. Các bạn thấy không? Rồi, còn mình hiểu tại sao cái sấy mà nó chỉ có 25 cent này. Cái 25 cent này á các bạn, thứ nhất là sấy bằng gas, gas bên Mỹ nó rất là rẻ nha các bạn. Để sưởi ấm hay là để nấu ăn này kia nó rất là rẻ. Cho nên là thứ nhất nó là 25 cent. Cái thứ hai á, khi mà mình sấy á, mình bỏ 25 cent thì nó tương đương với bao nhiêu phút đó, thì mình muốn có thêm thời gian thì mình bỏ nhiều hơn. Có nghĩa là mình sấy mà mình thấy nó chưa khô lắm, mình có thể bỏ thêm 25 cent nữa để sấy thêm, sấy thêm, sấy thêm. Đấy. Rồi, trước khi ra để mình quay xung quanh đây một lần nữa cho các bạn nha. Hy vọng trong cái video này á, các bạn cũng giống như mình, à, khám phá được nhiều điều mới lạ, giống như là khi mình đi qua nước Mỹ á, mình thích đi khám phá này khám phá kia. Và hôm nay là cái cơ hội để mình dẫn ba mình đi, để ba mình làm video và khám phá. Rồi, nếu các bạn thấy video này hay và thú vị thì nhớ like, share, comment, đặc biệt đừng quên đăng ký hay còn gọi là subscribe kênh Mít Tiếng của mình. Chào các bạn, hẹn các bạn ở những video sau.